Đồ gỗ Thành Khuyên xin trân trọng chào toàn thể quý vị và các bạn. Phía trước màn hình quý vị đây là một bộ nội thất phòng cưới bao gồm một giường chữ X và một chiếc tủ ba bộ cũ cánh, hoàn toàn được chúng tôi thiết kế bằng gỗ vụ. Thì đầu tiên tôi xin đi vào đường nét chi tiết của chiếc giường chữ X này. Thì chiếc giường chữ X này có chiều dài kích thước là dài 1m8 x 2m, vài 4 phân, hàng phổ thông mà nhiều khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay. Đây hoàn toàn là gỗ vụ, vụ cong rất chi là đẹp và chật gọn. Phía trong là gồm 2 giáp giờ, và đây tôi làm hoa dày 4 phân. Bên dưới này chúng tôi hoa văn, hàng này hàng rất chi là dày dặn nhé. Bộ nội thất phòng ngủ này, nội thất phòng cưới này là của anh Tuấn trong Thanh Hóa, anh ấy là chúng tôi. Hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thiện xong và anh ấy cũng đã về nhận. Tôi đã chuẩn bị cho mang đi, tháo ra mang đi Phun Sơn để bàn giao cho anh. Đấy, cột chân của nó đây, cái chi là dày dặn đấy. Mặt sau của nó đây, hàng chúng tôi là hàng trần trọi nhưng mà chúng tôi luôn làm hàng để bọc như thế này, quay lên cho mỗi khách hàng biết được. Đấy. Thì bên phía bên này của chúng tôi đây là một bộ tủ đây ba bộ ba cánh, ván đây chúng tôi làm ván cánh đây chúng tôi làm 2 phân, rất chi là dày dặn, khó rất chi là dày ba bộ ba cánh. Chúng tôi chưa đang mới chuẩn bị làm cái cửa, tôi mới tháo cánh cửa ra. Thì trước là rộng 2m và cao là 2m như vậy, 3 vòng 3 cánh đặt theo yêu cầu của anh. Thì quý mọi thông tin chi tiết thì về giá cả thì khách hàng có thể liên hệ qua cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại 0398 949 884, hoặc có thể đến trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên chúng tôi tại địa chỉ khu công nghiệp La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định đây. Và chiếc cốc lịch ngày chúng tôi đã đặt tôi cảm ơn cả quý khách hàng đã xem video clip.